Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha. Một lần nữa đã ghé trở lại và xem kênh YouTube bên Tuấn Ô Tô. Hiện tại thì bên cửa hàng Tuấn Ô Tô là chuyên mua bán tất cả các loại các dòng xe mô tô ha. Phân khối lớn ha, phân khối nhỏ đã qua sử dụng nghe đây, những dòng xe riêng ha, những dòng xe lướt. Và đặc biệt hôm nay bên Tuấn Ô Tô lại gặp gỡ với anh em một con xe Suzuki GZ150A. Dòng xe này là hiện tại là đang top 1 ha, dẫn dòng xe phân khối tầm 150 trở lại, mà rất nhiều anh em trong thời gian năm 2022 vừa qua đã lựa chọn con xe này khá là nhiều. Khi lựa chọn những con xe khác thì người khách hàng ha thường xuyên hay lựa chọn con xe này hơn. Đó, đánh giá rất là cao con xe này. Con này là hãng của Suzuki GZ150A, là dòng xe phun xăng điện tử FE nha. Đặc biệt con xe này đời 2013 2012-2013 là dòng xe được nhập khẩu từ Nhật nha, và được lắp ráp tại Việt Nam mình. Con xe này khá là đẹp luôn anh em. Đó, con xe này hầu như là còn nguyên mới anh em, nguyên ring. Hiện tại con xe này chưa có đụng chạm hay là sửa chữa gì bất kỳ trên xe nha. Đó, xe này là nguyên ring anh em, xe khá là đẹp. Con xe này là chủ sử dụng rất là kỹ và hầu như là rất là ít đi anh em. Nên odo của nó thì mới chạy có 7.000 cây thôi. Con này thì cũng như xe mới anh em. Chìa khóa của nó vẫn còn hai chìa. Đó, hai chìa. Xe là anh em tới là anh em thấy con xe là anh em thích ngay. Vỏ trước nè, vỏ sau, nhông trên đĩa của nó là vẫn còn riêng theo xe luôn. Đó, khá là đẹp nha. Bô của nó là vẫn còn riêng vì xe này là chủ sử dụng khá là ít. Đó, xe này là thuộc dòng xe riêng nha, thuộc dòng xe chạy lướt ha. Đó, nên anh em nhìn con xe anh em thấy là anh em kết liền. Dòng này ha, mình rất thích mấy cái dòng này là sao anh em biết không? Nhiều anh em có thể sử dụng được luôn. Anh em có thể đi phượt nè, đi xa này, mấy con này đi rất là bền và cực kỳ ok luôn. Rất là nhiều người thích mấy cái dòng xe này, anh em biết cái sao? Vì con xe này nó thấp chứ không có cao. Con xe này thì nói chung 1m50, 1m55 là anh em ngồi lên anh em sở hữu đi vô tư nha. Anh em ngồi lên anh em sở hữu đi vô tư vì con xe này khá là thấp. Đó, nên nó rất là nhiều anh em lựa chọn những con xe này. Anh em mà lớn lớn tuổi ha, anh em nào cũng có thể đi con xe này được hết. Nếu như anh em là thích đi phượt ha, đi phượt xa thì anh em đi mấy con xe này nó khá là ok luôn. Nó có hai cái thùng hai bên nè anh em. Tư thế con này đặc biệt anh em ngồi anh em chạy cực kỳ thoải mái luôn anh em. Cực kỳ thoải mái luôn. Bi đông nó nè, tư thế ngồi anh em lái rất là ok luôn. Bi đông nó cao. Đó, không có gây sườn mỏi lưng hết. Khó chịu chỗ nào hết. Kiến hậu thì anh em nhìn phía sau cực kỳ rõ luôn. Đó. Bình xăng con này ha. Bình xăng con này thì nó chứa tầm cỡ được mười mấy lít anh em. Em không có để ý kỹ nhưng mà em nghĩ thì chắc cỡ được 14 15 lít. Đó, anh em thấy ha. Con xe này thì khá là ok. Dòng này thì hiện tại ở thị trường ha, khách bên trong năm 2022 thì khách lựa chọn con xe này khá là nhiều. Đó, hầu như là những con xe này lên trên kênh YouTube anh em thì rất là dễ bán anh em, rất là dễ bán. Giá thành nó cũng rất là hợp lý luôn anh em. Giá thì hiện tại con xe này riêng chạy lướt như vậy thì bên em để ra với giá là 54 triệu nha, là xe đẹp như vậy nha anh em. Là xe phải đẹp như vậy nha. Còn xe xấu hơn thì có thể là giá nó sẽ rẻ hơn cho anh em. Nhưng mà riêng con này thì đều thuộc dòng xe riêng và xe lướt nên thành ra cái giá của nó là 54 triệu. Con này thì biển số thành phố ha, biển số thành phố không nha. Đó, biển số thành phố. À, con này thì chính chủ Tuấn Ô Tô đang đứng tên luôn. Nên anh em mua về thì anh em có thể sang tên vô tư nha. Đó, anh em sang tên vô tư. Đó. Và đặc biệt bên Tuấn Ô Tô bán xe là có ship xe đi các tỉnh luôn, có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em mệnh là tỉnh ha, anh em không có điều kiện ghé lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Ô Tô sẽ ship xe về cho anh em luôn, tận nơi cho anh em mình luôn nha. Đó, còn nếu như anh em nào mà có điều kiện anh em ghé lên cửa hàng mua thì bên Tuấn Ô Tô sẽ fix giá xuống cho anh em để anh em có xe nhằm sử dụng. Còn nói về chất lượng xe thì bên Tuấn Ô Tô là chuyên bán xe riêng, chuyên bán xe lướt ha. Đó, anh em cứ xem video bên Tuấn Ô Tô hay theo dõi kênh bên Tuấn Ô Tô thì anh em sẽ hiểu ha. Chuyên bán xe riêng, chuyên bán những dòng xe lướt. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh ha, anh em bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ ha để tiếp tục theo dõi cập nhật những cái video sau bên Tuấn Ô Tô đăng lên. Còn hiện tại nào anh em mà đăng ký kênh rồi đó, thì anh em ủng hộ cho Tuấn Ô Tô một like và một lượt chia sẻ lên Facebook ha để nhiều người cùng xem. Đó, con xe này thì nói chung là bên em bán mấy dòng xe này bên em đánh giá rất là cao mấy dòng xe này. Vì mấy dòng xe này người ngồi sau anh em, người ngồi sau có cản dựa luôn. Người ngồi sau cực kỳ thoải mái luôn, yên nó lớn nha anh em, chứ không có nhỏ nha. Yên nó cực kỳ bự luôn nên anh em ngồi sau cũng rất là khỏe luôn, có cân dựa luôn nè. Người ngồi trước cũng vậy, nó thấp chứ không có cao. Mấy con này thì anh em ngồi đi vô tư. Đặc biệt con này thì nó có chống đổ luôn. Nó chống đổ luôn. Anh em đi có bị ngã nó thì nó có cái này là bảo vệ cho anh em. Đặc biệt xe này là không có té ngã nha. Xe này là vẫn còn nguyên như mới nha anh em. Không có té ngã gì hết. Nói trong con xe này chủ xe mua về hầu như là không có đi anh em vì chủ này cực kỳ lớn tuổi rồi.
À, chú này mua về hầu như là để trong nhà thôi chứ không có đi, nên chiếc xe nó còn khá là rinh luôn. Nếu như anh em nào mà chọn Suzuki GZ thì anh em nên chọn những con xe này vì nó khá là chất lượng luôn, nó được cực kỳ chất lượng. Vì dòng đời 2012, 2013, 2014 là dòng xe nhập từ Nhật đó, các linh kiện á, là nhập từ Nhật hết nha. Những cái linh kiện này là nhập từ Nhật hết nhưng mà được lắp ráp tại Việt Nam mình. Còn những cái đời mà sau này thì nó là xe nhập từ Trung Quốc ha. Xe nhập từ Trung Quốc thì nó không có chất lượng như những dòng xe này, nên anh em mình để ý nha. Nên anh em nào mà mua GZ thì anh em nên chọn những cái đời này và chọn những chiếc xe zin nha anh em. Tuy thì cái đời nó hấp nhưng mà anh em phải chọn những chiếc xe zin như vậy, xe chất lượng như vậy để anh em mua anh em đi là anh em khỏi phải suy nghĩ ha. Con này cực kỳ bền luôn, rất là chất lượng nha. Odo của nó thì mới chạy có 7.000 cây. Con này là trang bị cho mình cái hệ thống phun xăng FE điện tử ha. Anh em chạy nó khá là lợi xăng luôn, rất là lợi xăng nha. Đó, garanti nổ cực kỳ nhuyễn luôn anh em. Anh em nào mới chơi, anh em mua những con xe như vậy anh em đi ha, nó cực kỳ ok luôn anh em. Anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện trên này số bấy nhiêu cho mình, nó rất là tiện lợi nha. Đó, bố xăng nè, đó, km nè, FE nè và bố số luôn đầy đủ. Càng đang xi nhanh thì con này thì anh em phải suy nghĩ rồi nha. Này, máy nè. Con này thì bo ring nha, không có độ, không có chế gì hết nên chiếc xe nó còn khá là dữ luôn. Anh em nghe thấy máy không? Đó. Dòng này là dòng FE thì nó khá là lợi xăng, xăng của nó thì anh em chạy tầm 50 cho đến 55 số một lít xăng, rất là lợi nha, cực kỳ lợi luôn anh em. Đó nên anh em là muốn chọn những con xe mà để đi làm xa ha, bền, chất lượng thì anh em nên chọn con Suzuki GZ 150A này. Anh em đi, nó cực kỳ ok luôn. Đó. Con này thì nước sơn rin là hai chìa khóa của nó là vẫn còn rin theo xe luôn, một chìa khóa này là chưa có cưa cái bọc luôn anh em. Nó vẫn còn nguyên rin theo xe. Đó. Hai gì của đồ đạc trên xe ốc tán ha, vẫn còn mới hầu như là bảy màu anh em, rất là đẹp luôn. Nên nhìn cái bộ phận FI này không bao giờ bị lỗi, không bao giờ sửa chữa hay thay thế bất kỳ cái gì trên xe nha, không có cái dấu vạn luôn, xe là vẫn còn nguyên rin. Rồi sau đây em sẽ chạy thử con xe này và test tiếng máy thử con xe này, và em sẽ quay từng chi tiết con xe này nó có cái gì lạ không, nó có cái gì đặc biệt khác với những xe trước và nó có cái gì mới hơn những xe trước hay không. Thì anh em nhớ xem hết video nha, anh em xem hết video để anh em tham khảo chiếc xe nha, để anh em xem chiếc xe này nó có mới hơn những chiếc xe trước như thế nào và giá cả nó tại sao nó lại lên 54 triệu anh em. Thì anh em giá cả nó đi theo với cái chất lượng chiếc xe, nên anh em xem hết video em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình nha. Anh em đừng rời màn hình nha, anh sẽ chạy thử con xe này rồi em sẽ test tiếng máy và quay từng cái chi tiết con xe này cho anh em. Con xe này thì mới vừa về tại cửa hàng thôi nên cũng tranh thủ quay video giới thiệu cho anh em xem. Anh em phải mua những con xe riêng như vậy anh em đi thì anh em không lo chị bị hư nha, anh em về chỉ có thay nhớt và đi bình thường thôi, khẳng định với anh em 100% là không bao giờ hư đó. Thì những con xe riêng như vậy nó rất là chất lượng anh em đó. Em sẽ chạy thử con xe này cho anh em mình xem nha. Rồi ok anh em sẽ cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Nắng Mô Tô nha. Em sẽ quay chạy sơ con xe này cho anh em xem. Đây con xe này anh em, con này thì bóp côn mới đề nha, hộp số của nó là 5 số ha. Anh em khi anh em bỏ số thì anh em nhớ bóp côn rồi nha, anh em dặn phía trước là số 1 2 3 4 5 thì anh em móc lên, nó có ghi số này này đầy đủ cho anh em mình luôn, rất là dễ anh em, rất là tiện anh em để nha. Số 1 anh em dặn phía trước nè, anh em bóp côn và anh em lên ga này, anh em thả tự ra thôi nó sẽ chạy thôi đó. Mấy con này thì cực kỳ chắc luôn anh em, cực kỳ chất lượng luôn. Đây anh em nhìn ha, những con xe ring như vậy anh em chạy nó cực kỳ thoải mái luôn và nó rất là nhẹ nha, rất là nhẹ nha anh em đó. Anh em đi con xe nè, anh em ngồi cái tư thế nó cực kỳ ok luôn, nó không có gây sự mỏi lưng hoặc khó chịu. Anh em khi anh em dừng lại anh em chống chân nè, nó rất là thoải mái luôn, không có bị hỏng chân. Nên con xe này rất là nhiều anh em chơi. Đó, anh em chạy nó khá là ok luôn anh em. Đó, nên ha. Anh em ra đường trường anh em chạy mấy con này cực kỳ lợi xăng, xăng của nó thì tầm 50 cho đến 55 cây số một chiếc xăng luôn anh em. Nó khá là lợi luôn nha, khá là lợi xăng luôn. Đó, những dòng xe này nó cực kỳ lợi xăng anh em. Nên mình để ý ha. Để anh em mình xem và anh em cần thì anh em có liên lạc cho em để chốt giá con xe. Hiện tại con xe này thì bên cửa hàng đang bán ra với cái giá là 54 triệu là bao ship cho anh em luôn. Còn nếu như anh em mà có điều kiện anh em giá lên cửa hàng mua thì bên Đúng Ô Tô sẽ phí giá xuống cho anh em để anh em có xe anh em sử dụng. Rồi và em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu sát cho anh em xem con xe này nó mới như thế nào, nó chất lượng như thế nào, tại sao nó lại được nhiều người thích
và nhiều người lựa chọn mua những dòng xe này để về đi làm cũng giống như là đi phượt, đi cà phê, đi chơi, đồ này kia. Đó, nó như thế nào để thì em sẽ tiến gần lại và em giới thiệu sát cho anh em xem chi tiết con xe nha. Rồi, ok anh em. Đầu tiên thì em sẽ quay sơ một dòng chiếc xe này để cho anh em mình tham khảo nha. Đó, anh em nào cần thì anh em cứ việc liên lạc cho em nha. Đó, em sẽ quay sơ một dòng chiếc xe này. Chiếc xe này là đời 2012-2013. Xe này thì biển số thành phố luôn, chính chủ, đúng mô tô đang đứng tên. Nên anh em mua về thì anh em sang tên vô tư nha. Đây. Đó, anh em nhìn ha, thùng bồng đầy đủ hết anh em. Riêng từng chi tiết nha. Trên xe là không có lai một con ốc hay là mở một con ốc nào hết nha. Đó, xe là máy móc nguyên zin. Đó, rất là chất lượng anh em. Nếu như anh em tìm mua những con Suzuki GZ thì anh em nên chọn mua những con xe như vậy anh em. Nó khá là chất lượng luôn, để anh em mình về sử dụng nha. Đó, khỏi lo phải sửa hay là thay thế cái gì hết. Đồ đạc là nguyên zin hết, đó, khá là đẹp. À, tay mình bỏ gấp, con này là đời nó 2012-2013, là dòng xe nhập từ Nhật, linh kiện là nhập từ Nhật hết và được lắp ráp tại công ty Suzuki Việt Nam mình. Đó, anh em mình để ý nha. Đó, nên mấy con này thì anh em chạy khá là chất lượng luôn. Anh em nào xem video ha, anh em mỗi anh em ủng hộ cho Tuấn Mô Tô một like nha và một lượt chia sẻ lên Facebook và Zalo cũng được để nhiều người cùng xem nha anh em. Đó. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh ha thì anh em chịu khó bấm chữ đăng ký kênh giùm em. Màu đỏ đó anh em, có chữ đăng ký kênh màu đỏ anh em bấm chữ đăng ký kênh màu đỏ giùm em để theo dõi những video sau mình Tuấn Mô Tô cập nhật để giới thiệu cho anh em. Hầu như là ngày nào bên em cũng có cập nhật video để giới thiệu cho anh em hết anh em, nên anh em bấm đăng ký kênh nha để theo dõi nha. Đây. Về phần trên của nó thì anh em nhìn ha, bi đông nó khá là cao luôn, nó khá là cao, rất là tiện lợi cho anh em mình khi anh em mình đi xa, giống như là anh em ngồi trên xe anh em chạy. Cái hai kiến hậu của nó là vẫn còn vin theo xe luôn nha, hầu như hậu đá đến giờ là chưa mở ra luôn, chủ xe chưa có mở ra. Đó, con xe này. Đó, nước sơn nè, không có dán keo luôn anh em, nhưng mà khá là mới anh em. Không có một cái chày, cũng giống như là xe là không có chày ngã té bể gì hết, nguyên zin. Đó, rất là đẹp. Đó, em sẽ quay sơ một bên trước ha. Rồi anh sẽ quay từng cái chi tiết con xe cho anh em mình xem. Giỏ của nó là hiện tại là giỏ của nó là vẫn còn riêng theo xe. Đó. Vì mới chạy cái bản hàng cây nha. Ốp nắng nè. Nhìn nè. Nó đĩa này, chưa có màu gì hết luôn, còn nguyên nguyên bản nha. Đó, đĩa nè, ốc nè. Ba cái quạt sơn của nó là vẫn còn nguyên theo xe hết. Nó khá là chất lượng nha. Đó, khá là chất lượng anh em nhìn nè. Đó, anh em nhìn ha. Không có một vết chạy. Từ cái nến nước sơn còn vậy, nước sơn riêng luôn, không có một vết chạy nha. Anh em nhìn ha, anh em mua con xe phải chất lượng như vậy, giỏ là giỏ chân xin, giỏ riêng theo xe. Giỏ của nó thì 90, 90, 18 thì con này chạy khá là ok luôn anh em, giỏ trước nó lớn hơn giỏ sau. Đó, nên anh em chạy, làm cho cái để kiểu dáng chiếc xe này, anh em chạy nó cực kỳ thoải mái luôn. Về phần bên này, về phần trên này, đồ si của nó con người GZ 150A để đồ si keng. Nó xi mở chrome rất là đẹp luôn anh em, không có bung hay là không có chày, không có gì hết nha. Bốn xi nhanh vẫn còn liên theo xe hết. Đèn cực kỳ sáng luôn, đèn này là đèn bình thường. Đây. Còn anh em nào mà không thích thì anh em về gắn đèn LED vô cho nó sáng nha. Đây, bi đông cao. Dây điện ha. Liên theo xe hết nha. Không có cháp vá hay là thay thế hay là cắt nối gì hết. Đó, anh em nhìn ha. Nhà chắc xe nè, chắc xe cực kỳ mới luôn anh em. Đó, cực kỳ mới luôn. Đó, anh em nhìn từ trên xuống dưới anh em xem chiếc xe, đánh giá chiếc xe giùm em. Đó, nó có chất lượng hay không. Đó, xí nữa em sẽ chỉ cho anh em cách phân biệt dòng xe Nhật với lại dòng xe Trung Quốc nó nhập qua chỗ nào. Đó, nó khác biệt nhau như thế nào. Thì xí nữa em sẽ giới thiệu, review, giới thiệu chỉ cho anh em xem. Đó, anh em mình để ý nha. Nè. FI nè, nhìn ha. Hay nè. Còn mấy chốt luôn anh em. Anh em nhìn cái FI của nó nè. Con này thì thuộc dòng 150 phân chân điện tử FI nè, nên nó không có bình xăng nha anh em. Nó không có bình xăng. Đó. Anh nhìn anh em nhìn cái FI của nó còn khá là mới nha, cực kỳ ok luôn. Dòng xe Nhật nhập qua thì mây in do băng anh em nhìn nè, đấy nè. Này, mây in do băng nè, anh em thấy không? Chữ do băng rất là rõ ràng nha anh em mình luôn. Đó, đồ linh kiện là từ Nhật hết nên mấy con này anh em chạy nó không có bị lỗi nha. Nó không có bị lỗi mà nó khá là chất lượng. Đó, anh em mình để ý nha. Đó. Anh em nhìn ha, về phần máy móc đồ cực kỳ mới luôn anh em. Ốp nắng của nó là nguyên zin, chưa có mở hay là sửa chữa bất kỳ một cái gì trên xe hết. Đó, anh em để ý ha.
Đây, chìa khóa của nó này, hai chìa mở thẻ, chìa khóa vẫn còn luôn, hai chìa khóa đây. Đó, chìa khóa này là chưa có đụng chạm tới luôn, chủ xe chưa có đụng, chưa có làm gì tới luôn. Này, yến hậu thì khỏi phải bàn rồi, riêng theo xe luôn. Đó, chẳng trong đổ này, không có một vết chày té ngã gì hết, nhìn chiếc xe vào là anh em biết chiếc xe nó chất lượng liền. Đó, nên hả, con này thì hiện tại bên cửa hàng đang bán ra với giá là 54 triệu nha. 54 triệu là giá này là bao ship cho anh em mình luôn. Còn nếu như anh em nào mà tới cửa hàng mua thì bên cửa hàng sẽ fix giá xuống cho anh em nha, để anh em có xe anh em về anh em sử dụng. Và giấy tờ thì hiện tại con này là chính chủ ha. Đó, chính chủ của mô tô đang đứng tên luôn, nên anh em mua sang tên rút hồ sơ được vô tư nha. Đó, dạy để cho anh em dễ hiểu. Cái phần máy móc đồ đạc trên xe anh em nhìn ha, khá là chắc luôn, những con xe khác không có bạn như vậy đâu anh em. Đây anh em nhìn ha, cái bộ phận dưới nè, ốc tán nè, cây bô nè, nguyên rinh đó, bô nguyên rinh đó, anh em nhìn ha, cực kỳ mới luôn, cây bô rinh của Suzuki rồi giờ. Đây anh em, em nhìn ha, quá là ok luôn. Mấy cái phục con này nhúng cực kỳ êm, khi anh em đi xa, anh em đi đường sắt hay đường trường á, nó nhúng cực kỳ êm nha anh em, nó nhúng cực kỳ êm luôn. Đây nhìn chiếc xe này, không có một cái chày gì trên cái cản luôn đó, khá là mới thùng nè Suzuki. Anh em nhìn cái chữ của Suzuki này còn như chữ mới anh em, nó quá là mới luôn anh em nhìn ha. Anh em nhìn ha, cực kỳ mới luôn anh em nhìn ha, chữ Suzuki này giống như là cái thanh xi mở chrome này, anh em nhìn cực kỳ chất lượng đó, anh em dễ nha. Mấy con này cái đồ xi con này cực kỳ bén luôn, anh em nhìn cái đồ xi nè đó, khá là ok luôn. Cẳng dựa nè, anh em nhìn nước sơn nè, phòng anh em nhìn bóng loáng luôn, anh em thấy không có một vết chày trên xe luôn nè. Anh em nhìn tổng thể trên xe là không có một cái vết chày dù lớn hay nhỏ luôn. Đó, thùng của nó thì anh em mở bằng chìa khóa luôn nha. Đó, hai chìa thì cũng còn nguyên theo xe luôn, xi nhan nè, không có gãi gống gì hết. Đó, vì con xe này chủ xe sử dụng khá là ít nên chiếc xe nó còn rất là chất lượng anh em. Đó, vỏ vẫn theo xe luôn, bản số ha cũng đẹp như này, bản số cũng đẹp luôn. Bản số D là quận Tân Phú nha, bản số D là quận Tân Phú, một chủ mua mới tới giờ luôn, sử dụng tới giờ luôn, và đặc biệt chủ xe là cũng không có sử dụng bao nhiêu nữa, mới chạy có 7.000 cây thì nó cũng khá là chất lượng này. Anh em nhìn ốc này, ốc gấp này, anh em nhìn ha, mới như cái gì luôn anh em. Nên anh em chọn những con xe như vậy, anh em sử dụng, anh em mua thì anh em không phải lo về khỏi phải lo ở chiếc xe này nó sửa chữa này, này kia. Mà đây là cái để phân biệt anh em, phân biệt những con xe nào mà được nhập linh kiện từ Nhật hay là từ Trung Quốc, thì anh em nào có xe thì anh em tự phân biệt nha. Anh em nhìn những con xe đời 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 gì đó đi, là đây là chữ Made in China, còn đây là Nhật Bản nha. Đó là đồ đạc linh kiện là nhập từ Nhật hết 100% nha anh em, nó nhập từ Nhật nhưng mà được lắp ráp tại công ty Suzuki Việt Nam mình đó, anh em để ý nha. Nhưng mà linh kiện là từ Nhật. Còn nếu như anh em mà có chiếc xe đi, anh em thử xem thử cái tem gáp này là chữ gì đó, chữ Made in China nha. Đó, anh em mình để ý nha, xe là sản xuất lắp ráp tại Trung Quốc đó, nếu như chỗ này nó để, còn xe này ha là từ Nhật, linh kiện là được từ Nhật nha, 100% nha, được lắp ráp tại công ty Suzuki Việt Nam mình đó, anh em mình để ý nha. Chỉ cần hai cái đó thì có thể đánh giá được chiếc xe nó chất lượng hay là không chất lượng nha. Đó, còn xe thì nói chung mẫu mã như nhau, anh em có thể chạy lên mẫu mã thì anh em dựng với chiếc xe thì anh em có thể nhìn nó giống nhau hoàn toàn như nhau, nhưng mà cái chất lượng để anh em ngồi lên anh em chạy là hai chiếc nó khác nhau một đường, nó khác nhau hoàn toàn nha. Đó, nó khác nhau hoàn toàn đó, nên anh em mình là tự anh em mình tùy hiểu, anh em thích thì anh em chọn những dòng xe nào. Đây hộp số con này thì năm số bình thường anh em, năm số bình thường, số 1 thì anh em dặm phía trước ha, dặm phía trước 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên, nó cực kỳ đơn giản luôn, rất là dễ chạy. Đây nó có ghi cho mình cái ký hiệu cho mình, nó đã đầy đủ anh em. Đây một trước nè, 2, 3, 4, 5 thì anh em móc lên đó, nó khá là đơn giản. Và khi anh em về số thì anh em cứ dặm phía trước thì nó sẽ về số ngược lại đó, rất là ok anh em nhìn ha. Xe còn khá là mới nè, ốc tán nè, ốc xăng này, quá là chất lượng luôn. Nếu như anh em nhìn chiếc xe như vậy, anh em mua những chiếc xe như vậy, anh em mua về anh em sử dụng, anh em không có lo, anh em không có lo phải là chiếc xe này nó đã làm máy hay chưa, nó đã sửa chữa hay chưa, anh em bỏ vấn đề đó mua một bên. Nếu như anh em mua những con xe riêng như vậy, anh em đi đó.
Mà đây là Odo của em nó nè, Odo của em nó là mới chạy có 7.000 cây. Phát nhanh em xem, 7.214 cây. Đây đó anh em nhìn Odo của nó nha. Đó. Và đây là bố xăng. Đó, bố xăng của nó đây. Ốc tán trên xe. Rất là đẹp. Anh em đi số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bao nhiêu trên này. Và đây là bông màu nha, em vừa tắt khóa, bông màu nó sẽ sáng. Báo FI lên cho anh em mình xem luôn nè. Đó, FI anh em thấy không, nó sáng FI nè. Đó, thấy chưa? Đó, rồi nó sẽ tắt. Đó là FI động động. FI là những cái dòng xe đời này là FI không bao giờ bị lỗi nha anh em. Còn anh em mua những cái đời sau này FI nó dễ bị lỗi lắm, giống như là anh em chạy nó ngột ga này, hay là nó bị tắt máy lưng chừng lỡ cỡ. Còn những cái xe đời này thì anh em chạy nó khá là bền luôn, chất lượng lắm nè. Nếu như anh em nào mà đã sử dụng rồi, anh em chạy rồi, anh em đã qua sử dụng thì anh em sẽ hiểu đó, nó chất lượng như thế nào. Này, xe khá là ok, rất là đỉnh. À, anh em nhìn ha. Đồ đạc trên xe khá là đẹp. Còn xe là nguyên ring, bao anh em là nguyên ring 100% nha. Đó, anh em nào ở xa, anh em có thể xem video. Thì anh em có thể xem video thì anh em có thể chốt giá, thì bên Tuấn Mô Tô sẽ ship dai về cho anh em luôn, ship dai về tận nơi cho anh em luôn. Còn nếu như anh em nào mà có lời cửa hàng mua thì bên Tuấn Mô Tô sẽ bớt giá cho anh em. Và đặc biệt bên cửa hàng Tuấn Mô Tô bán xe là có bán phụ tùng luôn nha, có bán phụ tùng cho anh em mình sau này thay thế luôn. Đó, anh em nào cần mua phụ tùng thì anh em cứ việc liên lạc cho em nha. Đó, có bán phụ tùng xe đầy đủ luôn và có ship luôn cho anh em mình luôn. Đó, anh em ở xa anh em cũng có thể mua xe, mua phụ tùng bình thường. Anh em để ý nha. Và khi anh em mua phụ tùng bên Tuấn Mô Tô, khi bên Tuấn Mô Tô ship phụ tùng về cho anh em mà tới nơi cho anh em thì anh em chịu khó nhắn tin lại giùm em cái là đã nhận được hàng nha, để bên em biết. Rồi, video này thì cũng đã dài rồi và em sẽ ngưng cái video này và hẹn gặp lại anh em video sau, sẽ review tiếp tục nhiều xe cho anh em xem nha. Đó, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi video sau là một chiếc Supra Hatchway 170 hiện tại mới vừa về tại cửa hàng luôn, và video sau em sẽ giới thiệu cho anh em xem. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh nha để theo dõi video sau nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau.